chúng con nguyện ngôi Tam Bảo thường trú trong mười phương. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, chứng minh gia hộ chúng con lâu đời lâu kiếp vì tánh hôn mê chẳng kê chánh tà gây nhiều tội ác tội người hại vật. Hôm nay một dạ trí Phật